Vui Bình Hương. Dạ, Cao Phong. Cảm ơn. Bắt đầu xin mời hai nghệ nhân bắt đầu hát. Hôm nay em nhân ân lỗi mới trôi dùng gặp nợ nàng là quen đã dò hàn trôi đó dùng nơi trôi đã dùng tự mình là quen bởi là un nơi hôm mờ nay ở thế hội ở chỗ của về làng đưa gõ ba bụi à ra à in ơi cặp mà in nhá tuy rằng lạnh ở đâu nhưng ôn ý hào kể từ ban muôn màu đưa là quen đã à in cặp em ôn quỳ mà cỡ nôn cho ôn bê đùm hoa hôn chơi xuân cũng hay à em ơi hôm nay mới gom lẫn đâu ngay chua hẳn à để díu nhau tí con hay ôn thần là ôn là thần đàn nữ ba nhường quyền nhường trước cho mà in nhà hơn đã nên in nhớ thưa thì tổ mình kia đã quen đã dò un nơi chờ à mình nhớ khẽ hà ta chưa rận à rận đờ hà khẽ hàn muốn phân à đi liền nhà ra nền hình như luồng tiên cho em hỏi thăm mà cô ủn ơi ủn ở xóm mương ở phương nọ với là ủn ơi em nhà xương ngỡ hỏi ở để nhớ ủn ở nắng lời hay nghĩa bạc lòng trang ở ca mà ơn đã hình ngay ôn là thi cũng ở chỗ xa xôi về là đi đi dùng đất rơi mương bề ra nền hình nhớ ôn là thi cỡ lâu còn xôn mặn ở xóm gọi là lang xe ra nền nhớ thưa thiên cũng kể cho ôn tương ngàn mấy nhớ kỳ cao phong với là ni đại ôn ơi vậy thì cảm ơn na anh chàng đã sương bố đình nơi chàng cao
con đã giờ anh ơi. Hôm nay nơi hạt lân ở đâu có chi ta un phải giữ giặt tới ăn đi đi theo con hãy un nơi chứ không à khu nước đủ cả có viên chành chùa có môi un hen có nhà ra nình hình nhơi lời mướt lời sầu nơi ta nơi lắn lội tớ quên cho nó đi nó lời à mưa mênh vài bạc bay ỏ cò lạ say mình đi là mùng cung chê ra nền hình ơi mong thương mong nhớ là muốn hơi khi nói anh ăn tớ quên theo ra nó gió cơ duyên ôn mang quý lắm bay anh ơi cơ dịp ôn lại cặp ăn ở trang cao phòng đã đi nhà anh ơi cả bên châu ôn hoài việc tấm lòng đỡ ôn mặt thà kệ lắng cao phòng cô hay anh ơi cao phòng bữa khổ bữa nghèo khỏi đình má phiên ở lo nghẹn đại ôn cặp mà anh nhá cho ôn ở hoài ở chỗ sắm mơ liền hỏi thăm anh nhá quy chỉ hiền bung nọ hư giỏi hình ơi ôn nói ôi thật chẳng là hay đắng ôn chỉ thư tâm lòng của anh mới là ôn nói hạ lời cách biệt xa xôi ôn hỏi đời âu nghĩa mà đời có duyên chẳng nề như cặp anh cho đến ôn hỏi sắm liên hỏi sắm anh như quỳ mà chỉ hiên bưng nó hư giờ anh như ôn nói thật nói tha em đi thì chúa hiểu câu ni đánh bỏ có nó ôn bảo em con em nghĩ chúa hãy mặt đón thái na bỏ cho con mẹ ôn chờ ôn na hoài ôn hoài ở sật ôn hoài ở xa ăn ngăn khi đúng phong mà nhà sương ra nền nhìn nhơi mặt lưỡi bằng cả lá bụi hơi ta muốn bàn trên lá bụi thì chỉ là gió vậy thì câu hỏi của nàng đỡ gặp lại nghe chẳng hoái chi hư giờ anh ơi ê nhà xương ở hoái để nhà chủ nàng đỡ buồn bố lại anh
trang đều hay rải hơi còn nào ôn xin sật là kiều nguyệt nơ nga xin nằm mô chín nơ sàm ba quy hơi rải hơi bồ lá nên nó thổ bữa hiên nay bữa thương đã gõ ôn nơi dù sau hay sột nhẹ nhà ôi cày cằn số manh cây đời mẹ cha đã tạo cho mình cho rên nhảy nhiều á thuông đôi cho ùn hỏi nửa câu lời thứ hào cô ngày anh ngay ùn ơi cứ hỏi ùn ơi câu nói ăn mặt em trả lời ùn ra đài ùn bạn ơi anh nhân anh ơi có ngầm hoa chiến nó chưa đã giờ anh ơi em hồ chúa có ba nhiên em hồ có ăn lâu nhớ gông đã gắt loang đã giờ vậy à thì cơ chưa tâm lo ngày này an ở kia cây bông ra cơ lòng ra giỏi nhớ em mong chỉ lầm ôn nơi mờ chi nạn kiếp ở đời phơi nhau đã lò ôn nơi vậy thì mình đã chưa quen kha cho ôn hỏi nghĩa thầm ma về quê cô ngày ai nhai quê em ta đã khổ mưa nghe tỉ tình lâu có tròn sương ở mô quanh năm lại ùn nơ cặp mà in nhớ cho ùn hỏi xăm má cô hỏi xăm cột nơ cài chú đông ra sao anh buồn à cô ùn ơi tia vượt đan đan khó ni đèn trắng mặt ùn thơi phải bao anh có ngày ùn vậy à thì quái quần ở cậu ni chuyển sang cậu khác vậy thì nhường anh đã hình ơi ngày nó cho là gặp kinh cho anh em gặp ùn suốt đời bên nhau đã rõ ùn ơi vậy à thì mình vai bạc nhịp câu nổi duyên là nghĩa bắt đầu con tìm mà thôi rồi anh ơi em mong cho ùn bạc cô đang đi khá lại mẹ nhớ thôi bên nhau đã rõ ùn vậy à thì con là khá
chơi là sân con nơ cai un nơ râm ngôi a lê nhật lê nhà ra nê nhê nhớ bởi vì chân vần a đàn ba đơ un nhượng trực vậy à má cho anh tôi là anh ơi anh nhớ vỡ đường a dẫn lối anh ơi đi lược à un rối xéo khâu ra nê nhà anh ơi un dã la mòn lòng nan un quan quen á mặt non á đời tít lược à anh đã dò un cậu ní à un loại từ đâu xa là muốn màu xa xăm rồi mà anh ơi hà đều nhân nàn á lưỡi mới hà đều xuất phạt à mà rơi về ni cơ mà anh ơi thừa thì ngay bữa nhân nàn lưỡi mới em ý nhớ un hà mê thì đã giờ ôn ơi vậy thì anh cứ đi được ơi đỡ ôn con cài ôn rơi xéo khâu cô nề nhà anh ơi ngày nó cho lỗ mà tăng cho em mời ôn ở chung giang mới nhau thầy cậu kêu à hà đi hết nghĩa cái điều mình hay hư giờ anh ơi còn un y ước thì mỡ nó mỡ đủ ăn à ngà luôn bó láng anh rồi ra anh ơi mơ chi chúng khả chúng đang chung của chung huyền chung nô cơm ăn đã dọn nơi vậy thì có khó anh phải phượt liêu đứng cho đất đoàn cùn điêu má khơi đã anh ơi anh ơi anh cứ đi lược cả vơi đỡ un quan cài un rơi xéo khâu vơi là anh em chẳng chế khó chế nghèo chỉ mong un thương màn thờ un đeo với anh đời giờ un cơm bạc rạc ớt lòng un mơ rạc phọt lòng lòng cháy xa rồi nề nhà anh ơi un đắng un khó un nghe chị ơi 15 phút thôi nha được 15 phút thôi nha em đang có việc tí nhưng mà con khó nhún nhắn đây lưng giò un ơi un cái chưa nhà nghèo quần ăn áo mặc xua mèo át lòng phụ nhà thôi mày anh như chờ đắng doang đi un nơi mà thương cái lòng un mà sâu lòng em cũng hề un thì quan cài nhà nghèo quân càn áo nổ phải điên giấy thêm nề nhà anh như un hắn con khó con nghèo nhưng có bạc nhung nhắn đây lưng giò kệ à ni
o vai giấy bạc mà giấy vàng quần càn áo nùa là hàng nén lưng thôi mày hình như mơ nó mơ đi đâu nơi này nỉ em để nhớ không gặp người hiền ở ban thân đã giàu nơi vậy thì mình hạt ta đã hiểu rồi ni giang giờ mình nhà rối ăn dịp khâu tôi giờ như thương lệ cô chị ơi được chưa này, ngày khác em quê lỡ theo già đây rồi xin chắc không nghe người ta gọi nữa à. Tính đây. Đi. Không biết nghe rồi.